em thấy không? Cái đôi lô ôm nó đánh nhạc kinh khủng không? Bắt kép nó tươi lắm. Tiếp. Sáng nghe nó phê lắm. Tại vì con này nó sử dụng cái chép của BMS hãng của Đức không? Hàng chính hãng của Đức. Và cái củ lo này là của Anh Quốc ha, Maden the UK, rất là xịn sò. Và đôi lo này thì mình đang bán giá 10 triệu 500 ngàn một đôi ha. Đó, còn hai đôi đẹp nha nè, đẹp đẹp như nhau. Đó, quay nét là cho anh em xem ha. Giá 10 triệu 500 ngàn một đôi lo của Anh Quốc xịn sò. Và đang phối ghép của một con Mr. Mackey 1642 VLZ3. À, con này là hàng bãi ship Nhật về, đẹp như mới nha anh em. Đẹp như mới. Mình quay xe cho anh em thấy đồ đẹp nó. Đó, đẹp tính tinh vi luôn không? Sáng sủa trắng trẻo không? Đó. Con này giá 8 triệu rưỡi ha. Và đang ghép với một con FXR Yamaha hàng bãi Nhật ha. FBX 2000. Con này thì quá nổi tiếng không cần giới thiệu đâu. Và mình sẽ show giá cho anh em biết được rằng là con này giá 8 triệu rưỡi ha. Đấy, con này sản xuất tại Japan anh em ha. Sản xuất tại Japan. Đó. Và một con controller DC1 của hãng Electrovoid. Đó. Dữ không? Con này thì giá 12 triệu 500 ngàn anh em ha. Con này mới cứng kim luôn không? Con này cũng hàng bãi Nhật về, điện Autobahn ha. Chạy được 100-24. Nó mới lắm nha anh em, mới kinh khủng lắm. Lấy cái micro ra cho anh em thấy mới nè. Mới ken spen rồi. Thấy không? Mới chưa? Mới đẹp. Con này ngày 23 tháng 12 năm 2013 mà nó đẹp cỡ dày đó anh em. Đó, thấy chưa? Con controller này giá 12 triệu 500 ha. Và thêm một con Mixenser EWG3 nó hơi 66 tí thanh lý, giá rẻ luôn, 6 triệu rưỡi ha. Đấy, bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe. Và cái con FX này, nếu mình đóng lại nó không có FX ha. Đóng lại đi ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là cái tiếng micro mọc trên con lô ôm ha. Tiếng nó phê lắm. Rồi, bắt đầu mình mở phát ra này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở chỗ nó là cực phê. Ví dụ mình gọi một kênh reverb đây ha. Reverb vocal đây ha. Thế 1, 2, vocal này đang sẽ được kiểu rung thông. Bây giờ mình không thích cái kiểu đó, mình chơi kiểu khác đi, vocal lắc đi ha. Gọi ra ha. Lên, mời, hết. Anh em nghe thấy em không? Siêu hay quá, siêu mượt. Rồi, tiếng phê lắm. Rồi, mình chơi một kênh như delay cầm reverb đi ha. Delay cầm reverb đi. Recall đấy, gọi ra ha. Alo, alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đẹp nghe phê, phê lắm. Con này hát chứ đi lầm lúa bọc. Phê lắm rồi. Đấy, thì hôm nay mình đã giới thiệu cho người em biết được máy bóng ha. Máy bóng cất của nào là trên tay này đấy. Con này nó đẹp lắm nha anh em, đẹp như mới. Hàng sản xuất tại Japan ha. Japan đẹp. Đó. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909043679. Thân ái chào người anh em.